Kubota L124 kéo dàn cày 4 chảo tại cái thể loại đất nó hơi thụt, nền không đều. Tại xóm 1 Hải Phúc, Hải Hậu, Nam Định. Vân à? Vâng. Thụt kinh luôn ấy. Chỗ thì sâu hoẵng. Máy đi lì luôn. Vâng. Không bẻ lái hả? Chỉ sâu thôi. Nó sâu thì hơi nước thủy lực lên tí, mình chưa quen. Cái này cái thao tác là cái đồng nó, cái nền nó không đều, chỗ thì nó thụt quá. Đúng đấy. Đấy. Cái bánh bấm này cho thấy lắm, lúc nó cuốc mà nó cuốc đất nó ôm chặt. Bạn hơi bé. Rồi chú đi đi, chú làm một hai đường nữa. Cô đang đi cày à? Đang đi cày, máy nó chập mất củ đè, máy nó hỏng ra trong đường chỉnh. Chập mất củ đè á? Bây giờ phải đè trực tiếp à? Đúng